Kiến Thiết là một trong những xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Đây là địa phương thuộc chương trình 135 của chính phủ. Sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của xã. Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng về đất đai, cơ cấu lao động và lựa chọn những cây trồng vật nuôi có tiềm năng để tổ chức sản xuất. Nhờ đó, nông nghiệp ở xã vùng đặc biệt khó khăn này đã và đang có những khởi sắc đáng kể trong mục tiêu phát triển kinh tế xã hội gắn với chương trình giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều mới ở địa phương. Trước đây, nông nghiệp ở Kiến Thiết chỉ mới dừng lại ở quy mô nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế thấp. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã đã quyết tâm thay đổi tư duy, phương thức sản xuất, hướng đến một nền nông nghiệp phát triển bền vững. Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể nhanh chóng bắt tay vào cuộc. Từng đồng chí đảng viên trong đảng bộ được phân công bám sát địa bàn, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức lại sản xuất. Trong đó, tập trung bám sát vào chỉ tiêu nghị quyết đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng, trồng cây ăn quả gắn với chăn nuôi gia súc, đại gia súc. Đây là những lĩnh vực được xem là thế mạnh ở địa phương. Bởi trên thực tế, bên cạnh vấn đề duy trì cây lương thực ngắn ngày, thì kinh tế rừng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi đã và đang mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân nơi đây. Với cái đặc thù là xã đặc biệt khó khăn của huyện, điều kiện phát triển kinh tế thì chưa được đồng đều. Nên thì Đảng ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị đã tập trung vào triển khai để thực hiện các cái mục tiêu của nghị quyết. Đặc biệt là tập trung vào phát triển kinh tế sản xuất nông lâm nghiệp. Mà cái hiệu quả nhất là trồng rừng trên đất lâm nghiệp. Từ đầu nhiệm kỳ thì trên địa bàn toàn xã thì có 70% được phủ xanh, được 70%, nhưng đến nay là trên 81%. Thế đấy là cái kết quả thực hiện cái công tác trồng rừng, phủ xanh đất trống ở nơi trọc. Và cái đời sống của nhân dân thì tỷ lệ hộ nghèo từ 72% giảm xuống bây giờ còn có 40% tỷ lệ hộ nghèo. Và mục tiêu của Đảng ủy phấn đấu là đến năm 2020 là tỷ lệ hộ nghèo trên toàn xã lại giảm xuống còn 10%. Việc phân công gắn với trách nhiệm của từng đồng chí đảng viên trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn đã phát huy được hiệu quả rõ rệt. Đặc biệt, các đồng chí đảng viên không chỉ thực hiện vai trò lãnh đạo mà còn là những người đi đầu trong các phong trào thi đua, lao động sản xuất, xây dựng những mô hình kinh tế trong trồng trọt, chăn nuôi để người dân cùng học tập, làm theo. Chính điều này đã có tác động cổ vũ, khích lệ người dân trên địa bàn xã, nhất là đối với những hộ đồng bào dân tộc thiểu số, biết cách tổ chức lại sản xuất để nâng cao giá trị kinh tế trong nông nghiệp. Trên những diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp ở Kiến Thiết, giờ đây đã được tận dụng tối đa vào sản xuất. Trên 40 hectare cây ăn quả có múi được hình thành, gần 8.000 hectare đất sản xuất lâm nghiệp được bố trí trồng rừng, và trên 500 hectare chuối được đưa vào sản xuất gắn với phát triển đàn đại gia súc. Nhờ đó, nhiều hộ nông dân không chỉ thoát nghèo bền vững theo chuẩn nghèo đa chiều mới, mà còn có được nguồn thu nhập cao cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. Với cái địa hình cái vườn này là trước đây chỉ trồng những cây tinh tinh thôi, chẳng hạn như là tôi trồng cũng một thời gian là tôi trồng cây mơ nhưng mà không mang lại hiệu quả kinh tế. Thế sau phong trào trồng bưởi thì tôi mới đi vào thực tế, là đi vào thi công thì hôm nay trồng được 200 cây, hôm nay là năm thứ ba bắt đầu có quả. Một trong những ưu tiên trong phát triển kinh tế xã hội ở xã Kiến Thiết theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 6, đó là tập trung nâng cao giá trị từ kinh tế rừng. Với diện tích đất rừng lên tới trên 10.000 ha,
nên Đảng bộ xã Kiến Thiết xác định, để thực hiện có hiệu quả kinh tế rừng, trước hết cần nâng cao nhận thức về giá trị kinh tế và môi trường sinh thái cho người dân, nhất là đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Những câu chuyện về việc tuyên truyền, vận động và hỗ trợ cây giống lâm nghiệp cho đồng bào, về sự thay đổi tư duy, cách nghĩ cách làm của đồng bào nơi đây, giờ vẫn còn được lưu lại. 10 năm trở về trước, Kiến Thiết đã phân công các đồng chí đảng viên xuống các thôn để vận động trồng rừng, nhưng chưa thực sự nhận được sự hưởng ứng của đồng bào. Lúc này, vai trò đầu tàu, gương mẫu của từng đồng chí đảng viên trong xây dựng những mô hình kinh tế rừng ở Kiến Thiết được phát huy. Sau khi nhận thấy nguồn thu nhập cao mà rừng mang lại, đồng bào trong xã đã tích cực tham gia phát triển vốn rừng và làm giàu từ rừng. Những diện tích đất lâm nghiệp giờ đây đã được phủ xanh trên các triền đất dốc, mang lại sự ấm no cho mỗi người dân trên các bản làng vùng cao Kiến Thiết. Cái quỹ đất mà bỏ hoang hóa nhiều năm nay thì gia đình cũng có cái nhận thức về được cái chỉ thị nghị quyết của đảng ủy cũng như của thôn xóm bản tuyên truyền vận động, thì chúng tôi cũng bắt đầu đầu tư vào để trồng cây, chủ yếu là cây keo để đảm bảo kinh tế gia đình. Nhưng qua trồng mấy năm trở lại đây là thực sự là gia đình cũng thấy có cái nguồn thu, chủ yếu là về cây keo thì gia đình tiếp tục phát triển trồng cây keo vì lợi nhuận kinh tế nó cũng cao. Nói chung là mỗi hát thì trừ chi phí đi rồi thì chắc được 5-70 triệu đến 100 triệu với lứa đồi keo khoảng độ 7-8 năm là cũng bán được khoảng 100 triệu một hát. Thì với cái sức của nhân dân là làm như thế là đạt hiệu quả kinh tế. Anh Đinh Văn Xuyên, dân tộc Tày, là một trong những hộ nông dân có diện tích rừng nhiều nhất ở thôn Bắc Nghiêng, xã Kiến Thiết. Trước đây, những diện tích đất lâm nghiệp này chưa thực sự phát huy được hiệu quả, khi mà cơ cấu cây trồng đưa vào sản xuất chưa được đầu tư đúng mức. Được tuyên truyền, vận động và tham gia các lớp tập huấn, khuyến lâm, khuyến nông, anh Xuyên đã từng bước thay đổi phương thức sản xuất. Những diện tích đất lâm nghiệp trước kia, giờ đây đã được gia đình anh tận dụng tối đa vào việc phát triển kinh tế rừng. Nhờ vậy, với 20 hectare rừng cũng mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình người nông dân trẻ này trong mỗi chu kỳ sản xuất. Gia đình tôi bây giờ cũng một phần nào đó về trong trang trại thì cũng đã tạo công ăn việc làm cho được 5 lao động. Gia đình anh Trần Văn Xuyên ở thôn Bắc Triển, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, trước đây là hộ nghèo do thiếu vốn và cách thức tổ chức sản xuất. Được hỗ trợ vốn, cộng với sự giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể, gia đình anh đã đầu tư vào chăn nuôi trâu sinh sản. Vừa làm vừa đúc rút kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế, nên mô hình chăn nuôi trâu này đã mở ra triển vọng và hướng đi mới, giúp gia đình anh thoát nghèo và có cuộc sống ổn định hơn. Trước là em hộ nghèo, quay cho mấy chân trâu thì được mấy năm thì em có cho đàn trâu em bán, gia đình cũng đỡ khó khăn, thoát nghèo. Cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ 6, Đảng bộ xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn đã nâng cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo ở địa phương. Ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của từng đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ được phát huy có hiệu quả. Đặc biệt là đối với công tác phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn xã. Để sản xuất nông nghiệp nâng cao giá trị kinh tế, Đảng bộ xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn cũng đã chỉ đạo chính quyền phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện, tổ chức rà soát, đánh giá lại thực trạng về sử dụng đất, đồng thời tiến hành quy hoạch, tạo thành các vùng sản xuất với cơ cấu giống chủ lực là cây ăn quả, trồng rừng và chăn nuôi đại gia súc. Trong những năm qua,
kinh tế hộ gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Kiến Thiết đã có bước phát triển cả về số lượng, quy mô, chất lượng, giá trị sản phẩm hàng hóa. Đưa sản xuất nông nghiệp từ sản xuất nhỏ, tự cấp, tự túc sang sản xuất hàng hóa tập trung gắn với thị trường tiêu thụ. Một khi sản xuất nông nghiệp phát triển sẽ tạo ra bước chuyển cơ bản về giá trị sản phẩm, thu hút, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn. Đối với lại tổ chức hội nông dân của xã nhà về thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 6 của Đảng bộ xã Kiến Thiết ấy, thì đặc biệt đẩy mạnh các cái phong trào thi đua sản xuất kinh doanh và giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững. Đối với đại hội nông dân thì chúng tôi đã phối hợp để tổ chức các cái lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và đặc biệt là phối hợp với lại trung tâm dạy nghề của huyện để đào tạo các cái lớp đào nghề ngắn hạn cho nông dân, đặc biệt về cái lĩnh vực nông nghiệp. Thì qua cái phong trào đó, đồng thời đội nông dân cũng đã phối hợp tốt với lại hai ngân hàng, đó là Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng Chính sách Xã hội, để cho hội viên để tiếp cận với được cái nguồn vốn có cái lãi suất ưu đãi để đầu tư sản xuất kinh doanh và tăng thu nhập, góp phần thực hiện thắng lợi cái nghị quyết đại hội Đảng bộ ở xã Kiến Thiết lần thứ 6. Đến thời điểm hiện tại, ước tính thu nhập bình quân trên đầu người thì đã được khoảng 1.200.000 đồng trên người trên tháng. Thế phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ là cố gắng là thực hiện đạt vượt cái mục tiêu đề ra là trên 15 triệu đồng trên người trên năm. Để thực hiện đạt cái mục tiêu mà nghị quyết đại hội đề ra thì trước tiên là Đảng ủy phải tập trung xây dựng các cái chương trình kế hoạch cụ thể để thực hiện theo hàng quý, hàng tháng và hàng năm. Đồng thời chỉ đạo chính quyền và các tổ chức chính trị làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân và xây dựng các cái mô hình sản xuất kinh doanh để phát triển kinh tế. Đặc biệt là đối với hội nông dân là thực hiện tốt các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh như là nghị quyết 10, nghị quyết 12 hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh để nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời cũng là thực hiện thành công cái mục tiêu nghị quyết đã đề ra. Xã Kiến Thiết vẫn là địa phương có tỷ lệ hộ gia đình thuộc diện nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều mới, chiếm tới gần 40%. Mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020 đặt ra là đến cuối nhiệm kỳ sẽ giảm xuống còn 10%. Chỉ còn hơn 2 năm nữa là kết thúc nhiệm kỳ, bài toán đối với toàn Đảng bộ cần có thêm lời giải cho vấn đề giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Từng bước đi, giải pháp và lộ trình của xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang gắn với chỉ tiêu nghị quyết của Đảng. Các vùng sản xuất và cơ cấu cây trồng, vật nuôi đều đã được hình thành theo hướng hàng hóa. Điều đó đã chứng minh cho sự lựa chọn hướng đi phù hợp ở địa phương đối với nông nghiệp từ việc nâng cao giá trị sản xuất.